Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 8 tháng 3 năm 2020. Tính từ đầu tháng 3 cho đến nay, giá heo hơi tại một số địa phương ở thị trường miền Bắc tăng hơn 10 giá so với thời điểm cuối tháng 2. Những gì đang xảy ra trên thị trường đang đi trái ngược với nỗ lực kìm giá của các cơ quan quản lý nhà nước. Tại thị trường miền Nam, trong ngày hôm nay ghi nhận có xu hướng tăng mạnh ở rất nhiều tỉnh, có những tỉnh tăng từ 2 đến 3 giá so với ngày hôm qua. Với mức giá cao như vậy, theo nhiều thông tin từ một số tỉnh biên giới ở khu vực Tây Nam Bộ, nguồn heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam trong thời điểm này khá nhiều, chủ yếu là heo từ Thái Lan được vận chuyển qua Campuchia sau đó vào Việt Nam. Và sau đó heo lậu được nuôi nhốt ở nhà dân và được hợp thức hóa thành heo Việt rồi bán ra thị trường. Theo ông Sự, thành viên Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định, tình trạng hô biến heo lậu thành heo Việt sau khi lọt qua biên giới trồng thêm mối nguy hại cho ngành chăn nuôi ở trong nước. Bởi khi chưa có vaccine phòng chống dịch bệnh, nguy cơ ủ bệnh và tái dịch bệnh sẽ rất cao. Và heo không rõ nguồn gốc tuồn vào Việt Nam là nguy cơ khiến cho ngành chăn nuôi heo bị dịch, trồng thêm những dịch mới. Trước tình trạng thông tin phản ánh của báo chí về tình hình giá heo hơi trong mấy ngày qua ở thị trường miền Bắc tăng mạnh, thì Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo 3 bộ ban ngành, đó là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính và Bộ Công thương, cũng như là các cơ quan liên ngành có những chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10 tháng 3 về nguyên nhân cũng như là nêu những giải pháp cụ thể về cái tình trạng tăng giá heo đột biến trong những ngày vừa qua. Và cũng trong ngày 8 tháng 3, ngoài thị trường miền Nam, giá heo hơi ở một số tỉnh thuộc thị trường miền Bắc vẫn có xu hướng tăng. Tuy không tăng mạnh như là mấy ngày trước nữa, nhưng một số tỉnh vẫn có mức giá cao kỷ lục và đạt trên 90.000 đồng một kg. Và trong ngày hôm nay thì ở thị trường miền Trung và Tây Nguyên cũng có sự sôi động về giá heo hơi. Nhiều tỉnh khu vực Tây Nguyên đã đạt đến 80.000 đồng một kg. Các tỉnh ở khu Bắc Trung Bộ vẫn là địa bàn có mức giá cao hiện nay. Và cụ thể giá heo hơi trong ngày 8 tháng 3 được cập nhật như sau. Thứ nhất đó là đối với thị trường miền Bắc. Một số tỉnh thuộc thị trường miền Bắc có mức giá cao như Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Các địa bàn này đang có mức giá dao động khoảng 88 đến 91.000 đồng một kg. Thậm chí theo ghi nhận ở tỉnh Hải Dương, một số hộ chăn nuôi báo giá lên đến 94.000 đồng một kg, đặc biệt là ở khu vực Chí Linh của Hải Dương. Hà Nội vẫn đang dao động mức giá 85 đến 90.000 đồng và cũng chưa có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và theo ghi nhận ở huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, Đan Phượng của thành phố Hà Nội vẫn đang dao động mức giá phổ biến như vậy. Tỉnh Hải Phòng vẫn đang dao động trên dưới từ 84 đến 86.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc cũng dao động mức giá 86.000 đồng 1 kg. Một số địa phương như Bắc Ninh dao động 83 đến 85.000 đồng 1 kg, trong khi đó Nam Định và Ninh Bình vẫn đang dao động mức giá 85 đến 88.000 đồng 1 kg. Và trong ngày hôm nay hai địa bàn này cũng không có sự tăng giá như những ngày trước đó nữa. Đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc Bộ như là Thái Nguyên, Phú Thọ vẫn là địa bàn có mức giá cao. Các tỉnh ở khu vực này đang dao động mức giá từ 84 đến 87.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang dao động mức giá 85 đến 88.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên một số hộ chăn nuôi ở huyện Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang báo giá lên đến 90.000 đồng 1 kg trong chiều ngày 7 tháng 3. Bắc Cạn có mức giá thấp hơn dao động 80 đến 83.000 đồng 1 kg. Một số địa phương như Lào Cai, Yên Bái có mức giá cao dao động 81 đến 85.000 đồng 1 kg. Quảng Ninh dao động 84 đến 86.000 đồng 1 kg. Hà Giang, Cao Bằng dao động mức giá 80 đến 83.000 đồng và cũng có xu hướng tăng nhẹ, tăng 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Và Bắc Giang vẫn là địa bàn có mức giá cao trong mấy ngày qua dao động 85 đến 87.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình hiện nay giá hơi cũng giữ mức khá cao và đang có xu hướng tăng từng ngày. Sơn La và Hòa Bình hiện nay đang dao động mức giá 80 đến 84.000 đồng một kg. Tuy nhiên một số hộ chăn nuôi ở Sơn La, đặc biệt theo ghi nhận ở huyện Phú Yên của tỉnh Sơn La trong chiều ngày 7 tháng 3 thì báo giá lên đến 86.000 đồng một kg. Thì các bạn có thể tham khảo thêm thông tin này. Còn hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu hiện nay giá hơi đang dao động khoảng 77 đến 81.000 đồng trên 1 kg đối với heo trắng.
Còn đối với heo mọi, lượng dân bản ở khu vực này giá khá là cao, hiện nay đang dao động khoảng 120 cho đến 140 nghìn đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở thị trường phía Nam, trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng ở nhiều tỉnh. Cụ thể như Đồng Nai, một số địa phương báo giá lên đến 82.000 đồng 1 kg đối với heo trọn, heo đẹp, heo siêu nạc. Và mức giá của heo áp siêu ở Đồng Nai dao động 77 đến 80.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh dao động mức giá trên dưới 78.000 đồng 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu cũng có mức giá cao trong mấy ngày hôm nay và dao động khoảng 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Bình Phước và Bình Dương dao động mức giá 76 đến 78.000 đồng 1 kg, trong khi đó Tây Ninh dao động trên dưới 76.000 đồng trên 1 kg. Và trong chiều ngày mùng 7 tháng 3, một số hộ chăn nuôi ở huyện Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh báo giá hiện nay là 76.000 đồng 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, ghi nhận có Bến Tre có mức giá cao, nhiều thương lái cũng như các hộ chăn nuôi báo giá dao động 80 đến 82.000 đồng 1 kg ở tỉnh Bến Tre. Cần Thơ hiện nay có xu hướng tăng dao động 1.000 đồng lên mức giá 77.000 đồng 1 kg. Đây là đối với heo siêu các bạn nhé. Còn đối với heo áp siêu ở Cần Thơ thì nhiều hộ chăn nuôi báo giá chỉ trả khoảng 73.000 đồng 1 kg thôi. Hậu Giang dao động mức giá 74 đến 76.000 đồng 1 kg. Trong khi đó Đồng Tháp có mức giá cao. Hiện nay heo siêu, heo trọn ở Đồng Tháp dao động 78 đến 79.000 đồng 1 kg. Và heo áp siêu ở Đồng Tháp chỉ dao động khoảng 74 đến 76.000 đồng 1 kg. Và theo ghi nhận trong chiều ngày mùng 7 tháng 3 thì một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp giá vẫn đang phổ biến là trên dưới 77.000 đồng 1 kg hơi. Vĩnh Long dao động trên dưới 80.000 đồng 1 kg và đây là địa bàn có mức giá cao hiện nay. Long An dao động 75 đến 77.000 đồng 1 kg. Một số tỉnh như Bạc Liêu có xu hướng tăng mạnh, tăng đến 2 giá so với ngày hôm qua và hiện nay dao động mức giá 75 đến 77.000 đồng 1 kg. An Giang dao động mức giá 78 đến 82.000 đồng 1 kg. Thậm chí trong chiều ngày hôm nay, một số hộ chăn nuôi ở huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang báo giá lên đến 83.000 đồng 1 kg. Tiền Giang dao động mức giá 76.000 đồng, Kiên Giang dao động mức giá 77 đến 78.000 đồng 1 kg. Và các địa phương khác như Cà Mau cũng có mức giá cao. Và hiện nay Cà Mau dao động mức giá 78 đến 80.000 đồng 1 kg, như vậy là có xu hướng tăng so với chiều ngày hôm qua. Trà Vinh dao động mức giá 75.000 đồng 1 kg và Sóc Trăng dao động trên dưới 75 đến 76.000 đồng 1 kg hơi. Đó là đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam, có những tỉnh đã đạt đến 83.000 đồng 1 kg rồi. Và chắc chắn là trong những ngày tới giá heo hơi sẽ có sự tăng ở thị trường phía Nam này. Còn đối với thị trường miền Bắc thì mấy ngày qua thì tăng rất là mạnh, tuy nhiên đến thời điểm bây giờ thì đang chững lại dần dần rồi, nhưng mà giá cũng rất là cao. Hầu hết các tỉnh này ở dao động là 85 đến 87.000 đồng 1 kg, đơn cử có những địa phương trên 90.000 đồng 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, trong ngày hôm nay ghi nhận có Đắk Nông tăng đến 2 giá so với ngày hôm qua và hiện nay Đắk Nông dao động 75 đến 77.000 đồng 1 kg. Và theo ghi nhận ở huyện Cư Dứt và huyện Đắk Mi của tỉnh Đắk Nông, hiện nay một số các hộ chăn nuôi báo giá lên đến 76.000 đồng 1 kg. 76.000 đồng 1 kg nhé các bạn nhé, ở Đắk Mi. Gia Lai dao động mức giá 77 đến 79.000 đồng 1 kg, trong khi đó Kon Tum dao động mức giá 78 đến 80.000 đồng 1 kg. Ở Đắk Lắk cũng có mức giá cao rồi, hiện nay là trên dưới từ dao động 79 đến 80.000 đồng 1 kg. Cũng có nhiều hộ chăn nuôi mà ở các huyện báo giá lên đến 81.000 đồng 1 kg ở tỉnh Đắk Lắk cơ. Còn Lâm Đồng là địa bàn có mức giá ổn định trong cả tuần vừa qua. Cho dù các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên thì tăng khá là cao, nhưng Lâm Đồng vẫn đang đạt mức giá kỷ lục, đó là 82.000 đồng 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An dao động mức giá từ 81 đến 83.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên đối với heo áp siêu ở địa bàn này chỉ dao động khoảng 78 đến 79.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh cũng đạt mức giá kỷ lục trong năm qua, đó là dao động 79.000 đồng 1 kg. Quảng Bình, Quảng Trị dao động 76 đến 78.000 đồng. Thừa Thiên Huế dao động mức giá 79 đến 81.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Các địa phương ở thị trường Nam Trung Bộ, Quảng Nam và Quảng Ngãi hiện nay dao động mức giá 79 đến 82.000 đồng. Bình Định cũng đạt mức giá 82.000 đồng 1 kg.
Đối với heo siêu, heo ấp siêu ở tỉnh Bình Định dao động mức giá khoảng 76 đến 77 nghìn đồng một kg. Các tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận hiện nay vẫn đang ổn định ở mức giá dao động 75 đến 77 nghìn đồng một kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đó là thông tin về giá heo hơi trong ngày 8 tháng 3 năm 2020 và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn giá heo hơi của tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước trong những đợt báo giá tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.